Xin mến chào cô bác, anh chị và các bạn thân mến. Chủ đề ngày hôm nay thì ít nhiều sẽ nhận được nhiều cái ý kiến bàn tán, thậm chí là sẽ phê phán một cái điều gì đó. Tuy nhiên thì với Thái Võ đây, những cái câu chuyện có thật mà hầu như là xoay quanh về chủ đề Việt Kiều, được cô bác anh chị mình ưu ái và gửi niềm tin khi mà chia sẻ những cái câu chuyện thực tế đó. Thái Võ thì luôn ghi nhận những cái ý kiến đóng góp từ những vị khán giả gần xa, dù đó là cái lời góp ý tích cực hay là tiêu cực. Tuy nhiên thì có những cái câu chuyện nó rất là thực tế và cả được nhiều anh chị Việt Kiều đã về trước. Họ không chỉ là chia sẻ, truyền miệng nhau hay là kể cho nhau nghe mỗi khi rảnh rỗi ở nước ngoài, mà cả là những câu chuyện đó còn được chia sẻ thì thầm về cho kênh của Thái Võ đây. Đặc biệt hơn nữa, ngày nay thì với cái công nghệ truyền thông Internet thì quý vị cũng đã biết, được phát triển rộng rãi thì những cái câu chuyện đó còn được chia sẻ lên các trang báo chí lớn và có cái độ lan tỏa nhanh, được nhiều người tin dùng. Chẳng hạn như là cái câu chuyện ngày hôm nay mà Thái Võ sẽ chia sẻ cho bà con mình nghe là đã được một vị Việt Kiều Canada chia sẻ cho tờ báo VN Express, xoay quanh đến cái việc là cái anh Việt Kiều này nè quý vị, về nước, anh ấy đã mang cả cái tấm lòng của người con xa quê về để mà gặp gỡ người thân và gia đình của mình sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên thì cái sự thật phũ phàng khiến cho anh ấy nhận ra người thân gia đình giờ đây hoàn toàn không như bản thân anh đã tưởng tượng trước đó. Họ đã làm gì mà khiến cho anh ấy phải khóc? Họ đã hành xử ra sao mà khiến cho anh ấy một lần trở về Việt Nam cũng là một lần ân hận, một lần cuối cùng không bao giờ muốn về thêm nữa? Thì mời cô bác anh chị mình cùng nghe cái câu chuyện sau đây. Thưa quý vị, thưa tất cả những vị khán giả gần xa, ở trong nước cũng như là ở ngoài nước. Bài chia sẻ này thì theo như Thái Võ nhận thấy thì người viết đã gửi về cho tờ báo VN Express vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Tức là cũng mới đây ha quý vị ha. Đây là một cái bài đăng hoàn toàn có thật, chứ không phải là Thái Võ bịa chuyện ra để mà nói nha quý vị nha. Quý vị đã thấy trên màn hình đó, với cái chủ đề bài viết được tác giả đặt tiêu đề là Việt Kiều mà lì xì có 10 đô la. Thực sự là khi mà đọc vài cái dòng tiêu đề này thôi là chúng ta cũng đã cảm thấy là nhức nhối lắm rồi quý vị. Không biết là cái chuyện gì nó đã xảy ra với anh Việt Kiều này đây, chê khen cái gì nữa đây. Chúng ta cùng nghe cho biết nha quý vị nha. Cậu tôi ở Canada, mỗi lần về quê ăn Tết thì lì xì họ hàng, mỗi người là 2 triệu đồng. Cho nên là 10 đô la Canada của tôi thì được đánh giá là quá ít. Hôm trước thì tôi đọc được một cái băn khoăn của một bạn, cũng là một Việt Kiều tại một nước ở châu Âu. Tết đến thì bạn dự định là sẽ về quê để mà ăn Tết. Tiền vé máy bay và chi phí đi lại thì không làm cho bạn lo lắng, mà cái mối bận tâm to lớn nhất từ cái câu hỏi là nên lì xì cho người thân và họ hàng bao nhiêu tiền. Tôi thấy rằng nếu như mà khá giả thì có thể cho tiền người thân và gia đình của mình và giúp đỡ một phần tùy tâm cho những họ hàng mà khó khăn. Bạn không có nghĩa vụ là phải phát tiền cho mọi họ hàng như là đang làm từ thiện. Nếu mà đang cảm thấy khó khăn quá, cảm thấy cái cuộc sống của bạn đang khó khăn quá thì mình cũng không phải áy náy khi mà mình không có lì xì cho ai. Là một người từng mang danh Việt Kiều Canada, tôi có một trải nghiệm không vui khi mà lì xì cho họ hàng vào dịp Tết. Tôi có ông cậu sống ở Canada đã lâu, thấy tôi ra trường vài năm mà vẫn loay hoay với cuộc sống, cho nên là cậu và gia đình đã bảo lãnh tôi qua đó định cư tại đó. Thời gian đầu thì tôi ở chung nhà với gia đình của cậu. Ở Canada thì không dễ kiếm tiền và làm ăn như là ở Mỹ hay là các nước châu Âu khác. Đất nước Canada rộng lớn, nhưng mà vùng đất có thể sống được thì chỉ nằm gần biên giới với Mỹ, vì là có cái khí hậu ấm áp hơn. Chỗ tôi ở với gia đình của cậu thì có khí hậu rất lạnh, mùa đông thì tuyết trắng xóa, mọi người chỉ quây quần ở nhà, không có ai ra đường, cho nên là kinh doanh nhà hàng của cậu tôi thì cũng ế ẩm. Mà một năm thì có đến mấy tháng ế ẩm như vậy. Cho nên là nói chung thì tiền kiếm được thì chỉ đủ xài mà thôi, không có dư giả gì để mà gửi về cho gia đình để mà xây nhà hay là mua xe. Gần 5 năm trời thì tôi mới dám về quê ăn Tết. Và cái câu chuyện này thì cũng đã xảy ra cách đây vài năm trước. Ban đầu thì tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng vì mình cũng chẳng thành đạt gì. Nhưng khi mà bước xuống sân bay, tôi phát quản vì đại gia đình ở nhà thuê nguyên chiếc xe 16 chỗ, gần cả chục người từ 3 giờ sáng đến sân bay để mà đón tôi. Về đến nhà thì thấy đã bày sẵn gần cả chục mâm cỗ để mà mừng tôi về nhà. Và tôi biết là họ hàng của tôi thì rất là đông, cho nên là lúc mà nói chuyến ở Singapore thì tôi đã mua một lốc 20 chai dầu gió để mà tặng cho các cô và các dì cao tuổi, và các chục hộp sô-cô-la để mà tặng cho đám trẻ. Rồi lúc sáng mùng 1 Tết, họ quây quần để mà đi chúc Tết ở nhà tôi. Lúc đó thì như thông lệ thì trách nhiệm của một người đi xa mang danh Việt Kiều, tôi phát lì xì cho mọi người.
và lúc nhận thì ai cũng rạng rỡ, vui vẻ. Nhưng có một bà cô bóc lì xì ra và nói một câu mà làm tôi choáng váng. Trời ơi, lì xì gì mà có 10 đô la Canada vậy? Thằng Năm, tức là cậu của tôi, mỗi lần về thì cho ít nhất là 2 triệu đồng. Anh họ của tôi lúc này xì sầm. Vậy cho nên là nó mới không dám đổi tiền ra mà đổi tiền Việt ra để mà lì xì đó. Lúc đó thì tôi chỉ biết kìm nén để cho mọi người về hết. Thì tôi mới về phòng, khóc một trận và tự hỏi. Đó là cái điều mà mình nhận được sau 5 năm xa quê hay sao? Lúc đó thì tôi mới hiểu là vì sao mà cậu mợ của tôi từ chối về Việt Nam ăn Tết cùng với tôi. Vì khi mà tôi còn ở Việt Nam, mỗi lần mà về quê là mỗi lần mà cậu mợ lì xì cho mọi người. Nhưng tôi thì chỉ thấy mọi người cười. Còn cậu của tôi, cậu mợ của tôi thì không bao giờ cười. Họ hàng và người thân thì không biết được những người mà mang danh Việt Kiều thì phải đi làm sáng sớm nè. Và về nhà thì lúc cũng đã tối muộn. Có nhiều cái lý do mà cái thời gian nghỉ ngơi và sinh hoạt giải trí của Việt Kiều thì luôn bị hạn chế. Vì cái lý do tài chính mà họ phải tiếp tục làm việc khổ sở ở nước ngoài. Mặc dù thì bây giờ thì cậu mợ của tôi thì cũng đã về Việt Nam ở hẳn. Nhưng mà mỗi mùa lễ Tết thì tôi nhận thấy là Việt Kiều, những người mà Việt Kiều đôi khi là có thể gặp khó khăn trong việc là giải thích cho thân nhân về các những cái khó khăn khi mà họ gặp phải khi mà sống và làm việc ở nước ngoài. Người thân thì có thể không hiểu rõ và luôn cho là người sống ở nước ngoài thì luôn là một cái trải nghiệm sung sướng và dễ dàng kiếm tiền. Tuy nhiên thì cái điều này không phải lúc nào cũng đúng. Việt Kiều cũng có thể gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong công việc nè, những cái việc làm, hoặc là sống tại một nước khác thì luôn lúc nào cũng gặp những cái khó khăn, bao gồm những việc chẳng hạn như là giao tiếp với người bản xứ thì cũng gặp khó khăn, học hỏi một cái ngôn ngữ mới thì cũng gặp khó khăn, và phải đối mặt với những cái khía cạnh của xã hội, văn hóa và luật pháp khác nhau. Tôi nghĩ là thay vì phải đau đầu hay là gồng mình để mà tính toán lì xì cho người thân thế nào là hợp lý, tốt nhất thì nên cố gắng giải thích cho người thân về các cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Việc đánh giá thấp hay là cao về cái số tiền lì xì, dù là không có ác ý, nhưng cũng vẫn là một cái hành vi không tốt và có thể là gây tổn thương cho những người Việt mà ở xa quê. Thì thưa quý vị, thì đó là một cái câu chuyện ngắn cho một chuyến về Việt Nam mà vị Việt Kiều Canada này đã từng gặp phải. Còn cái sự nhận định của quý vị ra sao khi mà đã nghe qua cái câu chuyện này, thì Thái Võ luôn tôn trọng từng cái đánh giá và nhận định của từng người. Nói chung thì đó là những cái chia sẻ mà video clip ngày hôm nay Thái Võ muốn gửi đến cho tất cả bà con, cô bác, anh chị gần xa chúng ta có thể được nghe và biết đến. Nếu quý vị cảm thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết thì quý vị có thể chia sẻ cho những bà con, cô bác, anh chị Việt kiều khác có thể được nghe và biết đến. Cuối cùng, Thái Võ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.